Anh. Sao em? Ủa chứ gặp anh trai của anh mất như thế nào vậy? Sao tự nhiên em lại hỏi về anh Minh vậy? Tại vì lúc nãy em có mang sự cho má. Em thấy má khóc mà má nhắc tên Minh. Xong rồi má còn nói á là má sẽ trả thù. Anh nghe má nói á là hồi xưa anh Minh có quen một cô gái, nhưng cô ấy lại bỏ anh Minh mà đi lấy chồng. Vì chuyện đó mà anh Minh anh suy sụp nhiều lắm. Ngày nào cũng đi nhậu hết á. Có một hôm trên đường về á, anh gặp tai nạn. Má thì luôn cho rằng cô gái ấy á, là thủ phạm. Thì ra là vậy. Nhưng mà sao em không thấy ở trong nhà thờ anh Minh vậy anh? Trước đó thì có. Nhưng anh không hiểu tại sao mà sau khi mình cưới nhau á, má đem gì ảnh của anh Minh đi cất trong phòng á. Dạ má. Chào má. Thuốc của con nè. Dạ con cảm ơn má. Con uống đi. Dạ. Alo, chị Hiền hả? Em đã gửi chén thuốc đi phân tích giúp chị rồi. Đúng như chị nghĩ, trong đó có thành phần của thuốc tránh thai. Cô đang làm gì vậy? Sao cô đối xử con trai tôi như vậy? Hả? Dạ không, má gọi con giật mình nên là con rớt rồi má. Hai má con đang làm gì vậy? Đúng hạn một tháng rồi đó. Con phải tống cổ cái thứ vô hầu ra khỏi nhà. Má nói gì vậy má? Con đang không hiểu á. Má là người sắc thuốc cho con uống thuốc con có thai. Cũng chính là má trộn thuốc tránh thai để con không có thai được. Em đang nói gì vậy? Sao má phải làm thế chứ? Anh xem đây. Anh không tin anh mang cái thuốc của má sắc đi đi. Anh kiểm thì coi ở trong đấy có thuốc tránh thai. Má nói gì đi má? Là cô ấy đang nói dối phải không má? Đúng. Chính là má đã bỏ thuốc tránh thai và thuốc cho nó uống. Bởi vì má không muốn cái thứ lăng lò này sinh con để cháo cho cái nhà này. Hiền làm gì có lỗi với má chứ? Con không biết hả? Chính nó là người hại anh con. Má hiểu lầm rồi. Đến gặp anh ấy một lần con còn chưa được gặp mà má nói con hại anh ấy là hại như thế nào má? Cô đừng có diễn, đừng có qua mặt tôi. Cô nhìn đi, cái này phải cô đúng không? Chính cô là người đã hại chết trai tôi, cái con trai tôi đi. Người làm mẹ như tôi sống dở dở, tôi không ngờ có người cô ác độc đâm tôi lần thứ hai. Cái thằng Đức Kim dẫn cô về muốn tôi phải cưới cô cho nó. Ngày đó nếu tôi không đồng ý thì nó sẽ tự tử. Cô là ai mà cô dám đâm tôi hai nhát? Cô là ai mà cô có quyền làm cho hai thằng con trai tôi đau khổ như vậy? Sao cô ác quá vậy? Tôi không tha cho cô đâu, tôi bị giết cô. Này không phải Hiền đâu má. Đây không phải là Hiền. Má không có màu. Đừng có giỡn trò qua mặt má. Má nhìn đi, cô gái này á có nốt ruồi ở khóe miệng, còn Hiền á thì không. Đây là chị song sinh của Hiền tên là Mai. Đúng rồi, đây là chị gái song sinh của con, chị đã mất rồi. Hồi chết vì ung thư không qua khỏi á, chị lại nói lừa anh trai của anh Đức Kim là dễ đã cứu người khác. Chị ấy không muốn bằng trai mình đau khổ nên vậy mới làm như vậy mà. Đức Kim, con nói đi, là con Hiền đã lừa má đúng không? Má không tin á, gọi hỏi ba vợ con đi. Không thể như vậy được. Alo. Alo, anh Thông Gia. Phiền anh cho tôi hỏi, có phải con Hiền nó có chị gái song sinh tên là Mai không? À, đúng rồi chị. Nhưng cháu nhà tôi nó mất lâu lắm rồi. Alo.